Sáng ngày 27 tháng 9, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ tối ngày 26 tháng 9, trên tuyến quốc lộ 8A, đoạn qua địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đã xảy ra sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông. Tại hiện trường, vị trí km 82 300, ước tính có khoảng 100 mét khối đất đá cây cối từ trên vách núi cao đã sạt lở, đổ ập xuống chắn ngang tuyến quốc lộ 8A với chiều dài khoảng 50 mét. Sạt lở khiến cho các phương tiện từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vào nội địa và ngược lại không thể lưu thông qua lại. Ngay sau khi nhận tin báo, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã cử cán bộ chiến sĩ phân luồng, điều tiết phương tiện, đặt biển cảnh báo, huy động máy móc tập trung khắc phục hiện trường sạt lở, sớm thông đường. Cũng trong sáng ngày 27 tháng 9, nhiều điểm trên quốc lộ 16 đoạn từ bản Xốp Chảo vào cầu Bản Tục, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong bị sạt lở. Còn tại huyện miền núi Quỳ Châu, do mưa lớn kéo dài, nước sông Hiếu dâng cao đã gây ngập lụt chia cắt nhiều nơi. Tại một số nơi như thị trấn Tân Lạc, xã Châu Thắng, nước tràn vào nhà khiến đồ đạc hư hỏng nặng. Tuyến đường huyết mạch tỉnh lộ 544 nối trung tâm huyện Quỳ Châu với các xã Châu Hoàng, Châu Phong, Diên Lãm cũng bị chia cắt. Hàng trăm hecta lúa chuẩn bị thu hoạch ở các xã Châu Phong, Châu Tiến, Châu Hội bị nước lũ quét qua gây hư hại nặng. Sáng nay, Thủy điện Châu Thắng, huyện Quỳ Châu bắt đầu xả lũ. Dự kiến trưa nay, Thủy điện Bản Vẽ tại huyện Tương Dương cũng vận hành xả lũ. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa trình Chính phủ về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81 quy định cơ chế thu, quản lý học phí các trường đại học và địa phương cả nước. Theo đó, Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất điều chỉnh tăng học phí năm học 2023-2024 đối với bậc đại học, giữ nguyên mức học phí bậc phổ thông. Theo tờ trình của Bộ Giáo dục Đào tạo, mức trần học phí với đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học 2023-2024 là 1,2-2,45 triệu đồng một tháng. Tùy khối ngành, thay vì mức 1,35-2,76 triệu đồng một tháng như Nghị định 81, mức thu hiện nay là 980.000 đồng đến 1,43 triệu đồng một tháng. Với những trường đã tự chủ, tự chi lương, phụ cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, tùy mức độ sẽ được thu tối đa bằng 2-2,5 lần mức trên, tương đương khoảng 2,4-6,15 triệu đồng một tháng. Sáng ngày 27 tháng 9, thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận Trần Văn Mười đã ký thay Giám đốc Công an tỉnh quyết định về việc kỷ luật cán bộ chiến sĩ trong Công an Nhân dân theo trách nhiệm được phân cấp. Cụ thể, Công an tỉnh Bình Thuận kỷ luật Thượng úy Lê Hữu Tùng, sinh năm 1992, quê quán huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cán bộ đội cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Linh bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân do đã có hành vi vi phạm kỷ luật. Nguyên nhân kỷ luật là do Thượng úy Lê Hữu Tùng có liên quan trong vụ điều tra dẫn đến cái chết của anh H, sinh năm 1995, ngụ huyện Đức Linh vào tối ngày 3 tháng 9 năm 2023. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, ngày 3 tháng 9, một trong hai người nghi có liên quan vụ việc trộm chó là anh H bị mời đến trụ sở công an để làm việc với Thượng úy Lê Hữu Tùng và một số cán bộ thuộc công an huyện Đức Linh. Khi đang làm việc, anh này có biểu hiện mệt, khó thở nên lực lượng chức năng đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận khám nhưng đã tử vong. Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, hôm nay ngày 27 tháng 9, nhiều nơi xác suất cao có mưa dông, xác suất mưa tại thành phố Hồ Chí Minh là 90%. Dự báo ngày và đêm nay, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Quảng Bình có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, chiều và tối có mưa rào và dông, lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm. Nam Bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 90mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Sáng ngày 27 tháng 9, ông Đặng Viết Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tối ngày 26 tháng 9, hai người đàn ông 49 tuổi, trú thôn Phố Cường và thôn Phố Thịnh, xã Gia Phố, chèo thuyền men theo khu vực Bầu Làng, gần cầu chợ Vạn, để bắt chim.
Thời điểm này, dòng nước từ thượng nguồn đổ về mạnh khiến thuyền bị lật chìm. Một người bám được vào nhánh cây, người còn lại bị nước cuốn trôi về khu vực thôn 1, xã Hương Thủy, khoảng 100m. Nghe tiếng kêu cứu, một số người dân ở xã Hương Thủy đã chèo thuyền ra cứu được người bám vào nhánh cây, đưa vào bờ an toàn. Đến khoảng 20 giờ 15 phút, lực lượng chức năng và người dân đã dùng thuyền ra hiện trường cứu được người bị nước cuốn trôi vào bờ an toàn. Ngày 27 tháng 9, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Vũ Văn Bằng, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Thái Nguyên để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, chiều ngày 19 tháng 9, giáo viên của trường trung học cơ sở Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, phát hiện phòng vi tính ở tầng 4 bị phá ổ khóa. Qua kiểm tra, giáo viên phát hiện 92 bộ máy vi tính của hai phòng tin học tầng này bị tháo nắp hộp CPU và bị mất trộm chip xử lý cùng thanh RAM. Tổng tài sản bị mất khoảng 200 triệu đồng. Qua điều tra, công an xác định một thanh niên mang 3 chiếc ba lô đi tới ngôi trường này. Sau khi thực hiện vụ trộm, Bằng không có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh và công an phát hiện Bằng đang ở khách sạn tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ngày 21 tháng 9, trinh sát ập vào khách sạn trên bắt giữ Bằng. Bằng khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi trộm cắp. Tổng số tiền Bằng bán được gần 150 triệu đồng và tiêu xài tới thời điểm bị bắt còn 16 triệu đồng. Qua trích lục hồ sơ, Bằng có tiền án về hành vi bắt cóc trẻ em. Hiện công an đang điều tra mở rộng. Tối ngày 26 tháng 9, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai xác minh tiến hành khống chế, bắt được nghi can dùng súng cướp tài sản tại nhà sách Phước Thái. Trước đó, khuya ngày 20 tháng 9, khi nam nhân viên nhà sách Phước Thái ở xã Phước Thái đang đóng cửa thì bất ngờ một thanh niên xông vào, cầm theo súng khống chế đe dọa. Tại đây, đối tượng yêu cầu nhân viên nhà sách đóng cửa cuốn lại, đi vào phía trong nhà sách. Thấy chủ nhà sách, đối tượng chỉ súng khống chế đe dọa yêu cầu đưa tiền. Lo sợ, chị chủ nhà sách đã lấy toàn bộ 12 triệu đồng đưa cho kẻ cướp. Lấy được số tiền trên, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi nhà sách, sau đó thì bị công an bắt giữ.